Hôm nay nữa thôi mà lên tầm 15-20 phân. Ở bên nhà thằng lúa thì nhiều hoa nhưng mà không có xe đi lấy được. Để mình làm lấy. Cho là
vào trong, đi vào trong. Bây giờ sau mà để anh em đến làm rồi là em nhàn không, nhưng mà lo gì nữa đâu, lo nhất khó nhất là bây giờ là không. Bây giờ là món đó là cái đóng đóng đi tới nó lại trôi đi. Xúc cái bột ra. Vâng. Cái quả phải cào đi. Quả rất là. Mà, lắp lên nhỏ một tí. Là quả cho bột. Thank you.
Vâng vâng. Ôi. Anh kia ơi. Đề nghị đồng chí để xe còn gọn như thế nào. Tay bạn là dòm lờ này nó xe kia. Cứ nếu họ ngã họ có bắt đền đấy. Tính năng. Xem nhà nào xong trước nhá. À, cần nó lại mà. À, mấy đứa lấy tôn thuốc cho nó nhẹ nhàng lột lôi lột tôn đấy. Quyết
không thế đâu. Mình biết cái đồ này không sáng. Ý. Đấy là anh ấy làm tầm bóc hơn video được không? Nhưng mà anh đừng xuất hiện thôi nhé, bây giờ em sắp quay xong anh xuất hiện. Để em quay cho.